Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của 10 lực Phật mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, 18 pháp Phật bất cộng mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của 10 lực Phật mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của 10 lực Phật mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của 10 lực Phật mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của 10 lực Phật mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của 10 lực Phật mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của 10 lực Phật mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh niết bàn của 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của pháp không quên mất mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của tánh luôn luôn xả mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của pháp không quên mất mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của tánh luôn luôn xả mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của pháp không quên mất mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của tánh luôn luôn xả mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của pháp không quên mất mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của tánh luôn luôn xả mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của pháp không quên mất mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của tánh luôn luôn xả mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của pháp không quên mất mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của tánh luôn luôn xả mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của pháp không quên mất mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh niết bàn của tánh luôn luôn xả mà học là học trí nhất thiết trí chăng?